Rồi xin chào anh em ha. Thì cái thép của mình á, mình muốn là nó thép hay nó không, thì nó mình dựa vào cách nhận biết thì đây là thép nè. Cái lưỡi giá là thép không nè, không phải sắt đâu ha. Bị cái lưỡi này lâu rồi, mười mấy hai chục năm rồi. Nó mới xét như thế này. Này, cái này là sắt nè. Mới vài năm mà xét nè. Nó mình thử mà nó đỏ, mình nhúng nước thường nó dẻo ha. Còn cái sắt á, mà muốn nó già thêm một chút nữa chặt cây được á, thì mọi người cứ nhúng vô cái cục nước đá nè, nhúng vô cục nước đá, bữa nào đi mình chỉ chùi. Miếng này mình bỏ này ít bữa mình làm cái dừa nè, tương không nè, cái cây sa ghi á mình nhúng đại trong nước này, mình đừng có ấy thuốc gì hết trơn, ấy vô nước đại đi nè, nó lên mầm rồi ha, hổm không có đâu nè. Cái rễ nó nứt ra nè ha, nứt mà cái rãnh này là rễ nó đó, ương gì quá vậy.